các bạn, mình là Thiện. Hôm nay mình sẽ review dòng xe NX500 của nhà Honda mới ra mắt. Bạn đến với buổi trải nghiệm Honda CBR500R phiên bản 2024, một chiếc Smart Bike tầm trung được thiết kế cho những tín đồ đam mê tốc độ. Với những cải tiến vượt bậc về công nghệ và thiết kế, liệu mẫu xe này có xứng đáng với sự mong đợi? Hãy cùng mình tìm hiểu ngay sau đây nha! CBR500R 2024 vẫn trang bị động cơ 2 xi lanh song song với dung tích 471cc, sản sinh công suất 47 mã lực và mô men xoắn 43. Tuy nhiên, điểm đặc biệt trong phiên bản mới này chính là sự xuất hiện của công nghệ HSTC, tức là Honda Select Table Traction Control, hệ thống kiểm soát mô men xoắn. Chính những cái hệ thống này sẽ giúp tăng cường khả năng kiểm soát lực kéo, giúp bánh sau không bị trượt khi tăng tốc, đảm bảo sự an toàn tuyệt đối ngay khi bạn chinh phục những khúc cua gắt trong điều kiện đường trơn trượt và ẩm ướt. Thiết kế của CBR500R 2024 tiếp tục gây ấn tượng với cụm đèn pha LED đôi sắc nét kết hợp cùng dải đèn ban ngày hiện đại, mang lại khả năng chiếu sáng tối ưu. Thiết kế khí đồng học được tinh chỉnh giúp xe lướt nhanh hơn cho đường thẳng mà vẫn ổn định. Phiên bản mới này không chỉ đẹp mắt mà còn mang lại hiệu suất vận hành cao hơn nhờ khả năng giảm thiểu lực cản gió. Tư thế lái trên CBR500R 2024 được tối ưu cho cảm giác thoải mái mà vẫn giữ vững sự thể thao. Chiều cao yên là 785mm phù hợp cho đa số người lái. Kết hợp với hệ thống khung sườn thép dạng ống giúp xe linh hoạt và ổn định ngay sau khi vào cua ở tốc độ cao. Sự kết hợp giữa HSTC và khung sườn cải tiến sẽ mang lại cảm giác điều khiển an toàn hơn trong những tình huống khó đoán. Hệ thống treo trước shower SFF PP 41mm, hành trình ngược kết hợp cùng với phục sau monoshock có thể điều chỉnh giúp xe vận hành êm ái và linh hoạt hơn. CBR500R 2024 còn được trang bị hệ thống phanh đĩa trước lớn hơn cùng với phanh ABS ở hai kênh, đảm bảo sự an toàn tuyệt đối khi phanh gấp. Đặc biệt, HSTC sẽ tự động can thiệp khi phát hiện mất kiểm soát lực kéo, giúp bánh sau không bị trượt khi tăng tốc đột ngột. CBR500R 2024 đi kèm màn hình TFT kỹ thuật số hiện đại, cung cấp đầy đủ thông tin như tốc độ, vòng tua máy, mức nhiên liệu và báo số. Công nghệ HSTC không chỉ giúp kiểm soát mô men xoắn mà còn hoạt động mượt mà, gần như không gây ảnh hưởng đến cảm giác lái. Tất cả đều được hiển thị trực quan trên màn hình để người lái dễ dàng kiểm soát và điều chỉnh theo nhu cầu. Trọng lượng nhẹ và thiết kế khung sườn cải tiến mang lại khả năng xử lý tuyệt vời trên cả đường phố và đường trường. CBR500R 2024 không chỉ mang đến cảm giác lái mạnh mẽ mà còn ổn định nhờ hệ thống HSTC, giúp bạn tự tin hơn khi tăng tốc hay vào cua ở tốc độ cao. Với những cải tiến nổi bật về công nghệ, đặc biệt là hệ thống kiểm soát mô men xoắn, Honda CBR500R 2024 không chỉ là một chiếc xe Smart Bike tầm trung mà còn là người bạn đồng hành đáng tin cậy trên mọi hành trình. Bạn sẽ cảm nhận được sự an toàn và hứng thú khi cầm lái, cho dù là trên đường phố hay trong chuyến đi dài. Honda CBR500R 2024, biểu tượng của tốc độ và sự kiểm soát hoàn hảo. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng khám phá mẫu xe của nhà Honda NX500 đời 2024, một trong những mẫu xe adventure tầm trung đang làm mưa làm gió trên thị trường.
thiết kế của Honda NX500 2024 sở hữu thiết kế ấn tượng với phong cách adventure mạnh mẽ và khỏe khoắn. Điểm nhấn của xe là đèn pha LED đôi góc cạnh kết hợp với dàn nhựa trước được làm từ chất liệu cao cấp, tạo nên vẻ ngoài hiện đại, hầm hố, đuôi xe gọn gàng, yên xe dài hơn và thấp, giúp cho người lái dễ dàng kiểm soát trong nhiều hành trình dài. Động cơ của NX500 đời 2024 là khối động cơ 2 xi lanh, dung tích 471cc, xe được làm mát bằng chất lỏng, công suất đạt 47 mã lực, mô men xoắn 45 N. Đặc biệt, công nghệ phun xăng điện tử BGMFI của nhà Honda mang lại khả năng tiết kiệm nhiên liệu ấn tượng nhưng vẫn đảm bảo được độ mượt mà khi tăng tốc. Đây là mẫu xe lý tưởng cho cả đường trường và những chuyến off-road nhẹ. Honda đã trang bị cho NX500 2024 nhiều công nghệ hiện đại như là hệ thống chống bó cứng phanh ABS 2 kênh, màn hình TFT hiển thị đầy đủ thông số như vận tốc, vòng tua, nhiệt độ máy. Điểm đặc biệt của Honda NX500 chính là cảm giác lái. Hệ thống giảm tốc hành trình dài với bộ khung xe cứng cáp giúp xe vận hành ổn định trên mọi địa hình, từ đô thị đông đúc cho tới các cung đường uốn lượn. Với chiều cao yên hợp lý, ngay cả những người có chiều cao khiêm tốn cũng rất dễ dàng điều khiển chiếc xe này. Kết luận, Honda NX500 đời 2024 không chỉ là một chiếc xe adventure mà nó còn là một người bạn đồng hành đáng tin cậy trên mọi hành trình. Với thiết kế ấn tượng, động cơ mạnh mẽ và nhiều công nghệ tiên tiến, đây chắc chắn là sự lựa chọn không thể bỏ qua cho những ai yêu thích sự tự do và khám phá. Đều có những cái điểm mạnh riêng cho mình. CBR500R dành cho các anh em yêu thích thể thao và tốc độ. Còn với NX500 thì dành cho những anh em đam mê adventure. Tùy vào phong cách và nhu cầu sử dụng, các anh em sẽ tìm được một con xe tối ưu và yêu thích của mình nha. Cảm ơn các bạn đã xem hết clip hôm nay. Nếu thấy hay và bổ ích thì các bạn hãy bấm like, share và đừng quên bấm theo dõi để có thể xem những clip khác bổ ích hơn. Xin chào, cảm ơn các bạn rất nhiều.